Rồi bây giờ chúng ta cùng xem máy xới có ép luống, ép luống bằng cái lưỡi nhỏ các bạn nha. Đây, sẽ ép ra thành luống. Đây là Tuấn máy cày, nó Tuấn chuyên đi cày đất tại sát với ủy ban xã Nam Bang, gần ủy ban xã Nam Bang, trước mặt cây dầu Petro, quên, xã Nam Hà chứ, trước mặt cây dầu xã Nam Hà. Đây, xới ép luống. Đấy. Rồi chúng ta xem thử nha. Đó. Ra thành luống luôn. Đó, vừa xới là vừa đánh là ép ra thành luống luôn. Đi về, đi. Đi về bên kia, đi đâu thấy cũng đi theo hết vậy hả? Đi về nhanh lên. Cười cái gì mà cười. Đi về. Đi qua bên kia. Đi chỗ khác chơi. Để tao coi thử coi cái máy cày nó cày hả cái gì. Cười hả miệng ra. Đi chỗ khác chơi. Cái này ép luống trồng cái gì? Trồng hương dương. Hả? Trồng hoa hương dương. Hoa hương dương hả? À, xong là lên luống trồng hoa ngay đây luôn. Đó, các bạn thấy không? Ngồi đó cho nó bụi. Sao ngồi đấy nó bụi? Bạn này tên Tuấn, trước mặt cây xăng Nam Hà của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Bạn này chuyên môn cũng đi cày thuê xới mướn. Tới một chút kéo rác. Đi đâu cũng đi theo hết. Điều ai? Vậy đó. Kêu hết luôn à? Trồng hoa hướng dương. Từng lối. Việt Nam mình chế cũng được đó chứ, tạm tạm đó chứ.